Hello anh em, mình là Vinh. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ đầu mở tiếp 1/4 cực đẹp của hãng Tone. Đây là một cái bộ đầu mà đảm bảo với anh em nhìn vô là anh em thấy ghiền luôn. Đó, nó đựng trong một cái hộp như thế này, rất là đẹp. Hàng này là hàng độc quyền của Store Mộc. Mã sản phẩm đó là S20830B. Cái bộ này nó sẽ bao gồm cái gì? Tại sao nó mắc tiền như vậy? Cái bộ này nó sẽ bao gồm một cái hộp đựng như thế này, anh em thấy cái hộp rất là đẹp ha. Thứ hai là gì? Nó sẽ bao gồm những cái đầu tiếp ở đây. Thì những cái tiếp này là những cái tiếp hệ mét. Thì nó có là cái mình đang cầm là 5.5, 6. Tất cả đều có chữ cha băng hết nè anh em. Đó ha. Đầu nào cũng vậy ha, có khắc hết ha. Cái này là 7. 8 10 này như là 13 12 13 và 17 này 7 24 14 đó là những cái size mà nhỏ mà hay dùng. Nó sẽ trang bị cho mình một cái đầu tự động lắc lé, tự động ha, không có lắc léo, tự động 1/4. Dòng này có thể vặn bằng ngón tay, mắc tiền cái cần này thôi khoảng hơn gần 1 triệu ha. Đây anh em vặn bằng ngón tay như thế này. Tại sao lại cần vặn như thế này? Thì khi mình đưa vô những góc hẹp đó, mình không có lắc như vậy được, cái tay mình không có đủ khoảng cách cái góc mình lắc, thì mình dùng ngón tay mình ke đẩy như thế này. Cũng rất là nhanh nha anh em. Sau đó mình mới dùng ngón này mình hai lần siết ha. Rồi nó sẽ trang bị cho mình một cái cần nó dài, anh em thấy cần nó dài nó cũng khác người ta nữa. Nó nhìn nó đẹp lắm. Đó, cái cần nó dài nè, anh em gắn nè, ấn xuống bóp đè nhẹ nhàng thôi, không có gì hết. Nó không có khít vô nha, mọi người để ý nè. Đó, nó như vậy nha, nó không có khít vô nha. Nên là mọi người đừng nghĩ, ôi sao hàng Nhật mà kỳ vậy. Tại vì nó ưu tiên cái chức năng khác nha anh em. Nè, nó như vậy thôi. Đảm bảo với anh em là nó xài rất là tốt. Rồi, cái phần phía trên là cái nút này, anh em ấn vô để nó nhảy viên bi xuống, để mình gắn những cái đầu tiếp này. Đó, thì mình nói dài như thế này. Thì trong trường hợp mình không xích xài dài, xích xài ngắn á, thì mình gõ cái đầu này ra. Đầu này anh em muốn gỡ ra, anh em ấn xuống, bóp ra nhẹ nhàng. Rồi gắn trực tiếp vô để ý nha, nó là như vậy nha mọi người. Tại vì khi mình gắn vô cái con ốc á, nó phải có một con lỗ lỏng này nó xích vô á, là ví dụ như cái chỗ mình hơi hẹp một chút, mình gắn vô là mình đưa vô không được nha. Còn cái này á, ok, nó sẽ hơi linh động, nó hơi lắc một chút xíu, nhiều cái nó còn làm cho chúng ta lắc được góc 25 độ nữa. Đó, quan trọng là khi chúng ta vặn nè, đó anh em hay vặn bằng ngón tay như thế này, hoặc là vặn nhanh đảo chiều, nó bằng như thế này nè. Ok rồi, nó sẽ trang bị thêm cho mình một cái đầu này, là cái đầu gì, đầu lắc léo. Trong trường hợp mà cái góc mình nó hẹp quá, mình không có bằng được bình thường, nó sẽ có đầu lắc léo này. Cái đầu này nó sẽ lắc như thế này. Anh em lưu ý tất cả những cái đầu này, mặc dù là đầu xịn nhưng không phải dùng để cho dùng máy nha. Cái này là anh em dùng để vặn tay nha, mình nói trước. Anh em vừa dùng bằng máy nó hư á thì hãng nó không có hỗ trợ mình đâu nha. Cái này là để vặn tay, vặn máy thì nó sẽ có một cái màu đen, màu khác. Thì nguyên cái bộ như này rất là đẹp, có tính chất sưu tầm cao và dành cho những anh em nào sử dụng hàng cao cấp. Giá bán là 2.756.000 cho một bộ như thế này. Hàng chính hãng của Tone, mã là S20830B. Hàng này đang có sẵn tại Store Là Mộc, anh em có thể mua trên website hoặc đặt tính trực tiếp cửa hàng để mua ha. Ok, địa chỉ cửa hàng là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.